ngày 1 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 28 tháng 7, toàn khu vực phía Nam có 1.147 trường hợp xuất phát ban nghi sởi được báo cáo. Trong đó, 481 ca có xét nghiệm dương tính. Số ca xuất phát ban nghi sởi tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cũng theo báo cáo từ các viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 8 đã có 505 ca xuất phát ban nghi sởi, bao gồm 262 ca xét nghiệm dương tính. Hơn 50% các ca bệnh ở tỉnh thành khác đến khám và điều trị tại thành phố. Tính riêng các trường hợp tại địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh có 201 ca sốt phát ban nghi sởi, 116 ca xét nghiệm dương tính. Trong đó từ năm 2021 đến năm 2023, cả thành phố chỉ có 1 ca xét nghiệm dương tính. Toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 48 phường xã thuộc 14 quận huyện có ca mắc sởi xác định. 8 quận huyện có từ 2 phường xã trở lên có ca bệnh. Trong 116 ca xác định, có 27% là trẻ em dưới 9 tháng tuổi, hơn 78% là trẻ dưới 5 tuổi. Số bệnh nhân chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi chiếm đến 66%. Đáng chú ý, trong đợt dịch này, các bệnh viện của thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Trường hợp thứ nhất là bé gái 3 tuổi, có bệnh nền là suy giảm miễn dịch, chậm phát triển tâm vận, suy dinh dưỡng, bé chưa được tiêm chủng vaccine sởi. Trường hợp thứ hai là bé gái 4 tuổi, mắc hội chứng Cushing, tăng tuyến thượng thận. Bệnh nhi chưa đủ tuổi để tiêm chủng. Ca còn lại là một bé trai 7 tuổi, bị mắc bệnh bạch cầu dòng lympho, đã ghép tủy, suy tim và suy thận mạn, đã tiêm chủng 2 mũi vaccine sởi. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, cả 3 trẻ này đều mắc những bệnh lý mãn tính, đã dẫn tới biến chứng nặng khi mắc bệnh sởi và đã tử vong dù đã được điều trị tích cực. Trước sự gia tăng nhanh chóng của số ca mắc bệnh sởi trên địa bàn thành phố và các tỉnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố, khống chế số ca biến chứng nặng và tử vong. Cụ thể, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận huyện và Thành phố Thủ Đức, các trạm y tế phường thị trấn đẩy mạnh hoạt động tiêm bù, tiêm vét cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, tích cực rà soát trẻ sống trên địa bàn và tư vấn gia đình trẻ đưa trẻ đi tiêm chủng, phòng ngừa sởi và các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Kế đến, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hậu quả mạng lưới giám sát ca bệnh, hoạt động tiêm chủng và truyền thông phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm soát nhiễm khuẩn, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đảm bảo dự trữ đầy đủ thuốc điều trị, dịch truyền thiết bị phục vụ công tác thu dung điều trị người bệnh. Sở Y tế giao cho các bệnh viện đang quản lý bệnh nhân rà soát tiền sử tiêm chủng đối với các trường hợp có bệnh lý bẩm sinh, bệnh lý nền, tổ chức tiêm vaccine tại bệnh viện cho trẻ có đủ điều kiện tiêm chủng và tư vấn tiêm chủng cho người nhà với những ca không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh sởi và triển khai tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi không kể tiền sử tiêm chủng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, sởi là một căn bệnh hô hấp cấp tính. Mặc dù đã được tiêm chủng, nhưng nó là một căn bệnh có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ. Biểu hiện khi thấy những triệu chứng đó là sốt, viêm xuất tiết mũi, họng, mắt và xuất hiện các nốt ban mọc ở trong niêm mạc hoặc toàn thân. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, mầm bệnh có trong nước bọt, nước mũi của người bệnh. Các triệu chứng thường khởi phát từ 7 đến 14 ngày sau khi nhiễm virus. Bệnh sởi có thể gây chết người. Tuy nhiên, trẻ có thể phòng ngừa sởi dễ dàng nếu được tiêm vaccine định kỳ. Sởi là một bệnh do virus gây ra. Virus này thường nằm ở vùng mũi họng của người bệnh sởi. Đây là căn bệnh rất dễ lây lan từ người này qua người khác thông qua giao tiếp hàng ngày hoặc tiếp xúc với đồ vật có dính virus. Khi người bệnh hò, hắt hơi, nói chuyện, virus sởi ra ngoài không khí bằng những giọt nước nhỏ xíu. Những người tiếp xúc với người bệnh có thể vô tình hít vào và sẽ bị lây bệnh sởi. Hay những giọt bắn đó bám vào đồ đạc, dụng cụ xung quanh. Nếu không may sờ vào những đồ đạc đó và đưa tay lên mũi miệng thì bạn cũng có khả năng lây bệnh. Khi virus sởi đi vào cơ thể, chúng thường mọc thành những tế bào ở cổ họng và phổi, sau đó lan khắp cơ thể, cả hệ hô hấp và da. Vì vậy, bệnh rất dễ lây lan và diễn tiến thành dịch trong thời gian ngắn. Theo thống kê, trên 90% người chưa có kháng thể sẽ mắc bệnh nếu tiếp xúc với người mắc bệnh sởi. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sởi xuất hiện sau khoảng 10 đến 14 ngày. Một số biểu hiện có thể gặp bao gồm sốt, ho khan, sổ mũi, đau họng, mắt bị viêm, viêm kết mạc. Những đốm trắng nhỏ với tâm màu trắng hơi xanh trên nền đỏ sẽ được tìm thấy ở trong miệng. Phát ban ra sẽ tạo thành những đốm lớn, phẳng và thường hội tụ vào nhau. Nhiễm trùng xảy ra trong các giai đoạn từ 2 đến 3 tuần.
Lây nhiễm và ủ bệnh trong 10 đến 14 ngày đầu tiên sau khi nhiễm bệnh, virus sởi sẽ lây lan trong cơ thể, không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh sởi trong thời gian này. Các dấu hiệu và triệu chứng có đặc hiệu. Bệnh sởi thường bắt đầu với những triệu chứng như sốt nhẹ đến trung bình, thường kèm theo ho dài dẳng, sổ mũi, viêm mắt, viêm kết mạc và đau họng. Dấu hiệu này có thể kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Bệnh cấp tính và phát ban. Phát ban được tạo thành từ các đốm nhỏ có màu đỏ. Các đốm này sẽ mọc mụn nước, cụm dày và khiến cho da có màu đỏ lúm đốm. Trong vài ngày tiếp theo, vết ban sẽ lan xuống cánh tay, ngực và lưng rồi đến đùi, cẳng chân và bàn chân. Đồng thời, cơn sốt cũng sẽ tăng mạnh, thường sốt cao từ 40 đến 41 độ C. Sự hồi phục, phát ban sởi có thể kéo dài khoảng 7 ngày. Phát ban sẽ nhạt dần đầu tiên ở mặt và cuối cùng là ở đùi và bàn chân. Khi các dấu hiệu khác của bệnh biến mất, một số triệu chứng còn lại sẽ là ho và da sẫm màu hoặc bong chóc, nơi phát ban có thể kéo dài khoảng 10 ngày. Các biến chứng thường gặp của bệnh sởi sẽ bao gồm viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm thanh khí quản và tiêu chảy. Ngay cả với những trẻ khỏe mạnh trước đó, bệnh sởi cũng có thể gây nghiêm trọng và cần phải nhập viện. Cứ 1.000 ca mắc sởi thì có 1 ca viêm não cấp tính, thường dẫn tới tổn thương não vĩnh viễn. Cứ 1.000 trẻ bị mắc sởi thì có 1 đến 3 trẻ tử vong do các biến chứng về đường hô hấp và thần kinh. Viêm não sơ cứng bán cấp là một trong những thoái hóa hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong cả hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt bởi sự suy giảm về hành vi và trí tuệ. Co giật cũng thường phát triển từ 7 đến 10 năm sau khi nhiễm sởi. Nếu bạn bị sởi khi đang mang thai, nó có thể gây hại cho em bé của bạn. Các biến chứng của sởi thai kỳ cũng có thể gặp như sởi thai hoặc thai chân lưu, sinh non trước tuần thứ 37 của thai kỳ, em bé sinh ra bị nhẹ cân. Bệnh sởi có thể lây lan khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Những điều chúng ta cần làm để tránh lây lan sởi: cần phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm, sử dụng khăn giấy khi bạn ho hoặc hắt hơi, vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác. Những điều chúng ta không nên làm để tránh lây lan sởi: dùng chung dao kéo, cốc, khăn tắm, quần áo hoặc bộ đồ giường. Tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn khi người khác hắt hơi, ho, xỉu mũi. Đưa bé đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi sớm nhất. Có thể tiêm liều 2 sớm hơn, nhưng cách liều 1 ít nhất 4 tuần. Lý do cần thiết phải tiêm liều thứ 2 là do có khoảng 2-5% số bé được tiêm, tuy nhiên không tạo ra kháng thể chống sởi sau lần đầu tiên. Liều 2 sẽ giúp những bé này tăng kháng thể chống sởi. Khi bé chưa đủ tuổi để tiêm vaccine, cho bé sử dụng sữa mẹ càng nhiều càng tốt. Trong sữa mẹ có rất nhiều kháng thể chống bệnh sởi. Tuy kháng thể này là kháng thể thụ động, không mạnh, nhưng tạo ra kháng thể sẽ giúp bé khỏe mạnh hơn. Vệ sinh thường xuyên cho các bé, nhất là vệ sinh răng miệng, giữ cho các bé luôn sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh sởi. Tăng cường bổ sung vitamin, rau xanh và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Bệnh sởi là một bệnh nguy hiểm. Để hạn chế những biến chứng vô cùng nguy hiểm của căn bệnh sởi, cha mẹ nên đưa con em mình đi khám sớm khi có những dấu hiệu của bệnh.